Thưa bác sĩ Quách Thúy Minh, với các trẻ chậm phát triển trí tuệ thì các thuốc bổ não có tác dụng như thế nào và đem lại hiệu quả điều trị ra sao trong cái quá trình điều trị cho trẻ ạ? Phải nhấn mạnh rằng là cái việc mà điều trị can thiệp cho trẻ chậm trí tuệ thì nó phải song song giữa giáo dục đặc biệt, tác động của gia đình và hỗ trợ thêm thuốc, nhưng mà thuốc chỉ là một phần nhỏ, không phải là chính trong cái việc mà hỗ trợ phát triển não bộ. Giai đoạn là mà những trẻ mà tổn thương não sau khi bị viêm nhiễm rất là quan trọng. Như thế thì nó hỗ trợ thêm cho não nó hoạt hóa rồi cái dinh dưỡng tốt hơn. Nhưng mà nếu mà trẻ mà bị cái mắc chứng này từ nhỏ bẩm sinh thì cái chuyện thuốc hỗ trợ một phần nào thôi. Thế thì những cái sản phẩm mà ở bệnh viện các bác sĩ nhi khoa thường sử dụng là các cái sản phẩm là omega 3 này, rồi citicoline này, notropin này, đấy những thuốc đấy thì và một số các cái vitamin cũng như các vi chất khác hỗ trợ thêm để cho não nó phát triển tốt hơn, dinh dưỡng não tốt hơn và quá trình mà dẫn truyền não tốt hơn. Thế còn một cái sản phẩm mà gần đây cũng được áp dụng sử dụng thêm cho các trẻ mà chậm trí tuệ là Vương Não Khang, thì nó có những cái thành phần thiên nhiên như là cao đinh lăng, cao ginkgo biloba, cao bạch quả, cao thang ma, cũng như các cái vi chất vitamin, coenzyme để làm tăng năng lượng cho não. Thì tất cả những cái sản phẩm đó thì làm cho hoạt huyết não tốt hơn và kích thích những cái sự mà hưng phấn mức độ nhẹ của thần kinh, làm cái vỏ não hoạt hóa tốt hơn, thì cái sự tiếp nhận, cái sự ghi nhớ, cái sự phản xạ đáp ứng nó tốt hơn, thì cũng làm tăng quá trình học hỏi và làm tăng cái khả năng trí tuệ của trẻ, tăng tập trung chú ý thì tốt hơn, thì trẻ sẽ học tập tốt hơn và làm việc nó có hiệu quả hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ với nội dung vừa rồi của bác sĩ làm rõ, thì các phụ huynh sẽ nắm bắt hơn về cái hiệu quả của thuốc bổ não đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.